Hello hello và chào mừng em quay trở lại với channel của mình, mình là Thành Ezzy đây. Chúng ta hôm nay sẽ tiếp tục với series đó chính là Roblox Toilet Tower Defense nha anh em ơi. Thì hôm qua mình cũng kiếm được khá là nhiều game từ mấy cái việc đi mua bán trao đổi ở trong cái marketplace đấy anh em ạ. Mình đang có 3.352 và trong người mình còn tận đến 3 con Leprechaun, mỗi con bán được 300 game, tổng cộng là 900 luôn. Hai con này mỗi con là 60 game thì là 120, còn bao nhiêu hòm hết cả thêm cả announcer các kiểu nữa thì nó phải tới rơi tầm khoảng 4k rưỡi game anh em ạ. 900 là 4k2 rồi, 4k2 trên 100, 4k4, 4k3 gì đấy. Rồi thì hôm nay thì mình sẽ đi so sánh hai cái con mà mình thấy nó có kỹ năng khá giống nhau, đó là cái con Cupid này anh em ạ. Đây, mình tắt cái này đi ha. Con Cupid Cameraman Woman anh em nhá. Con này thì nó cũng có kỹ năng là piercing, có nghĩa là kỹ năng bắn xuyên giống với cái con Leprechaun Cameraman Legendary à. Nhưng mà giá này rẻ hơn anh em nhá. Và mình sẽ thử test thử nó ở trong cái chế độ khó ở đấy. Chế độ gọi là Nightmare cực kỳ khó, xem liệu rằng chỉ với con đấy và cái con Santa TV Man của chúng ta liệu có qua được không nhé. Và mình đã test thử con đấy, mình đã test thử con này với con gì nhỉ, Leprechaun, thì mình thấy qua nó hơi khó một tí nhưng vẫn qua được anh em nhá. Mình thử con này xem như thế nào. Ok, chúng ta sẽ đây, mình vào đây nhá, vào một cái map nào. Thì anh em nào muốn xem nhiều video hãy để lại cho mình một like ở phía dưới và cũng comment ở kia xuống dưới nhá, để mình có cái đề xuất để mình có thể ra được nhiều video hay hơn nữa. Ok, nó sẽ chọn cái chế độ là Nightmare ở đây nhé. Đó, Nightmare, let's go. Đầu tiên thì con này giá là khá là rẻ, cái con Leprechaun giá tầm là 700, nên lúc đầu là gần như không mua được. Lúc đầu gần như chúng ta phải xây cái Santa TV Man và có thể sẽ bỏ lỡ một vài way ha. Đây, con này có thể mua được luôn ha. Đấy, con này khả năng bắn xuyên của nó khá là ngon. À, rồi anh em cố gắng để cóp tiền lên 200, anh em mua cho mình cái Santa TV Man ở đây nhé. Anh em sẽ xây nó ở đây. Cái Santa TV Man này rất là rẻ thôi, mình mua toàn 40 gem à. Đấy, xây một cái ở đây này. Way 2 bắt đầu. Con này mấy cái way đầu tiên thì nó không làm khó được nó anh em ạ. Cái tầm bắn của nó sẽ hơi bé, nhưng mà khi nâng cấp lên thì sẽ gọi là to hơn ha. Khả năng bắn xuyên của nó cũng rất là mạnh, đam của nó 400 ha. Tầm bắn là 20. Rồi, chúng ta sẽ đợi. Đây rồi, ok, thêm một con nữa nhá. Thêm hai con Santa TV Man, nhưng ở way 3 thì anh em nhớ là đợi đủ 300 để upgrade nó lên level 2 nhé. Bởi vì chúng ta sẽ có vài con nó khỏe khỏe này. Cái con này sau nó khá là khỏe. 300 thôi. Tôi cần 300 lên luôn. Đó, rồi anh em ơi, bây giờ thì thoải mái luôn. Và chúng ta sẽ xây thêm cho mình một cái Santa TV Man ở đây. Đợi 200 cái là đủ xây được cái Santa TV Man rồi. 200 rồi, ok. Bây giờ thì chỉ cần nâng cấp bọn này lên thôi. Nâng cấp mấy con Santa TV Man này cố gắng level 7. Cứ bình tĩnh. Mỗi con là tầm khoảng 200. Đấy, một con này, hai con này. Rồi, ok. Hai trăm. Cũng chưa cần phải nâng cấp con kia vội đâu anh em. Tại vì mình nghĩ là way này vẫn đánh thoải mái. Rồi, nâng cấp lên thêm anh em nhá. Ok, nâng cấp thêm này. Con này chưa phải là cái gì cả. Gần như con này sẽ không thể tấn công được anh em ạ. Nhưng vấn đề là cho sẽ nâng cấp nó lên sau. Đầu tiên mình cứ nâng cấp mấy con Santa lên trước ha. Đủ tiền chưa? Nâng cấp lên phát, chưa bán được đâu. Rồi anh em ơi, nâng cấp thêm cả con này luôn. Rồi, bây giờ cố gắng nâng nó lên, chuẩn bị lên 2000 nha anh em. Nhưng mà mình có thể nâng thêm Santa TV Man lên level 4. Chưa bán được đúng không? Nhưng mà tiễn nó ra đây là nó sẽ bị bắn thôi. Không vấn đề gì cả anh em ạ, không phải lo, không phải lo lắng à. Nó chưa tới thì mình cứ nâng cấp cái con Santa TV Man lên trước ha. Nâng cấp hai con Santa TV Man lên là đẹp. Chúng ta lại có thêm tiền anh em. Thế thôi, xong tiễn nó ra cái là mình nâng cấp con kia lên level 3 nữa là đẹp. Giật thế nhở, giật quá bạn ơi. Tiền chưa về luôn. Ok anh em ơi, tôi sẽ để dành để nâng cấp con này lên level 3 nhé. Để nó đi đến đây cái mình bắn luôn Mutant Toilet này. Đừng để đi qua được, đâu rồi. Chết rồi. Ok, không đủ rồi. Vãi lồng bàn.
Vẫn được anh em ạ, tôi nghĩ là sẽ vẫn được. Đây, tầm bắn của nó bây giờ đã được lên rất là xa rồi anh em nhá. Không vấn đề gì. Đấy, mình có thể bắn được anh em ạ. Vẫn có thể bắn được nhé. Rồi, ok, chúng ta sẽ lại để dành tiền thôi. Nâng cấp bọn này lên level 5. Level 5 luôn. Một con này vẫn có thể bắn được. Vẫn có thể cân được anh em nhá. Vãi lồng bàn nhưng mà đến đây vẫn bị bắn anh em ạ. Chúng ta tính toán hết cả rồi. Đây, nâng cấp 1000 cho con Santa TV Man lên level 5 ở cái Way 11. Tiếp tục là sẽ nâng con này. Chưa cần nâng vội. Hoặc là có thể nâng thêm một ít tiền ở đây. Có tiền là phải nâng luôn. Nó không qua được đâu. Nào nào nâng nào nâng nào. Không không nâng là ấy nhá. Lên 4000 đi, lên 4000 đi. Lên 4000 đi. Đấy rồi, ok, nâng max level rồi anh em ạ. Bây giờ nâng max level thì không phải sợ rồi. Không phải sợ rồi anh em ơi. Không phải lo lắng rồi. Chúng ta sẽ nâng con này lên thêm một tí. Tiền không thiếu anh em ạ. Ở Way 13 mình nghĩ sẽ xây thêm một cái con nữa. Một cái con Cupid Cameraman Woman. Rồi bây giờ nâng cấp con này lên. Sợ gì đúng không? Không xoay xoắn. Nâng cấp hai con này lên max cấp là chúng ta có thể hạ bọn này một cách dễ dàng anh em ạ. Không vấn đề gì cả nhá. Chưa con nào lượt loạt co được cái chỗ này anh em ạ. Mới chỉ có với con này thôi. 4000 à. Mấy con này đều level 5 rồi. Mình cố cho lên level 7 cơ thì mình ổn được. Rồi ok, bây giờ sẽ để nâng cấp thôi. Bây giờ bọn nó có thể bắn, nó có thể lo liệu rất là tốt rồi anh em ạ. Nó có thể lo liệu rất là tốt. Bây giờ có tầm khoảng cần 2000 để cho lên Santa TV Man lên level 6. Và anh em hãy để lại cho mình một like nhá, để mình có thêm đề xuất, để có thể ra thêm nhiều video hay hơn nữa nhé. Rồi nâng cấp. Còn chỉ cần lên level 7 thôi là chúng ta ăn ngon ngủ kỹ anh em ạ. Rồi ok, nâng cấp. Nâng cấp con này lên level 6 thêm nha. Không quạc đâu, bây giờ chỉ còn cần hai con này thôi là đủ rồi. Hai con max level bắn nó cực khỏe rồi anh em ạ. Rồi, chuẩn bị nâng cấp upgrade con Santa TV Man này lên nào. Thoải mái đi. Rồi lại nâng cấp thêm. Đơn giản như đan rổ vậy anh em ạ. Bây giờ bọn này không thể nào mà qua được rồi. Lúc đầu thì nó sẽ hơi khó khăn tí thôi. Nhưng bây giờ thì thoải mái đi. Nâng cấp nốt con này lên level 7 nữa là chúng ta sẽ ăn ngon ngủ kỹ. Bây giờ tiền kiếm rất là nhiều anh em ạ. Tí mình đang khá là mạnh rồi. Ồ, chưa đủ 3000. Tôi nhầm. Hơi nhầm tí, cần phải 3000 đô cơ. Nào. 3000 đô. Lên anh em ơi. Rồi bây giờ sẽ xây thêm một con Cupid nha anh em và nâng cấp nó thôi. Giờ tiền không thiếu rồi. Vậy anh em xây cho mình mỗi hàng 3 con nhá, xây theo đúng như thế này. Bên 4000 sẽ nâng cấp thêm Cupid Cameraman Woman thôi. Con này qua thế nào được. Xin cái tuổi. Anh dài em xin cái tuổi. Cố gắng xây nó đẹp đẹp tí anh em ạ. Ở đây nhá. Xây đẹp đẹp tí. Nâng cấp lên đi. Xây nó thẳng hàng tí. Tầm bắn bọn này bây giờ khá là xa rồi đây anh em ạ. Chúng ta sẽ xây thêm Cupid ở bên này. Tấm bắn của con này ấy, nó có thể lan tới tận chỗ này luôn cơ. Xôi ôi, bắn được ở đây. Bắn hàng này, chỗ này. Có mỗi chỗ này là không bắn được thôi. Thật là vãi cả đời. Thề luôn, cái khủng khiếp nhờ. Sợ thật. Quá đáng sợ luôn anh em. Mấy con trên này có bắn được tận đến đây luôn anh em ạ. Đấy, khi nâng mắc cấp mà khá là rẻ chứ. Có dễ có đắt đâu. 4000 là sẽ được nâng mắc cấp rồi anh em ơi. Nó rẻ hơn rất là nhiều so với con Leprechaun ha. Và nó hiệu quả hơn rất là nhiều. Lúc đầu mình tối ưu thêm một tí nữa thôi là mình nghĩ là sẽ ổn. Là sẽ không bị nó sang tận đây. Và sẽ tăng tốc độ lên tí. Chỗ này mình cảm giác vẫn là hơi chậm một tí anh em ạ. Rồi ok, xây hơi bị lệch một tí nhở. Không được đẹp cho lắm. Đang là 11 thôi. 11 con. Nâng cấp lên thêm thôi. Bọn này bây giờ sao qua được. Khả năng bắn xuyên của con Cupid rất là khỏe. Và con giá con Cupid rất là rẻ anh em ạ. Tôi mua giá chỉ có 80 gem thôi. Có thể còn rẻ hơn. Nếu mà săn sale được có khi còn 70 gem ấy anh em ạ. Rẻ lắm. Rẻ hơn rất là nhiều so với con Leprechaun ha. Leprechaun giá của nó bèo bèo nó cũng phải 250 rồi. 250 gem rồi. Hoặc là em cầy cỏ 4 lá thôi. Mà chúng ta có thêm nhiều chiến thuật hơn đúng không?
với những cái con nó gọi là cùi bắp hơn mà vẫn có thể là vượt qua được những cái ải ác mộng này một cách dễ dàng thì bây giờ thì đơn giản lắm rồi, không có vấn đề gì, bây giờ chỉ có ngồi ăn và nâng cấp, xong ngồi anh em trò chuyện với nhau thôi là qua thôi. Dạ đơn giản mà, easy game mà. Ok rồi, nâng luôn lên 4.000 là mắc cấp à. Chuẩn bị tôi sẽ bán những cái con Santa TV Man đi nhé. Mình bán những con Santa TV Man đi là mình sẽ ổn luôn. 2.000 à. Đang đợi 2.000 rồi. Chẳng cần phải đợi đâu mà, tí nó giật cho một cái là nâng cấp upgrade được mà. Thoải mái đi. Hiện tại là chúng ta có tận đến 12 con rồi nhé. Mình nghĩ chuẩn bị mình bán cái này đi anh em ạ. Khỏe thật, đam rất to. Đam của mày lên tới tận là 9.000 đam anh em ạ. Ok, sell này. Để cho nó chuẩn chỉ tí á. Quá nhiều tiền, bán luôn cả con này đi anh em. Cần gì nữa đâu đúng không? Đấy, upgrade. Mình nghĩ đánh cái này sẽ tầm khoảng 15 phút thôi là cùng thôi anh em. Mình nghĩ là tầm khoảng 15 phút thôi ta bán hết sạch rồi. Bây giờ là xong việc rồi anh em ơi. Còn thừa quá nhiều tiền anh em ạ. Có thừa quá nhiều tiền. Thấy à, một cái hàng xây khá là đẹp. Nightmare tuổi gì, tuổi tôm có thể qua đây được nhé. Boss Toilet 2.0. Ui bạn ơi. Bạn vào đây thì bạn là xác con nhà bà Định luôn. Đố các bạn qua được đây luôn. UFO Toilet. Qua là qua thế nào? Không có tuổi để qua đây. Con nhện nha. Strider Rocket. Chứ tôi chẳng cần phải làm gì nữa. Có thể là anh em cần tua nhanh lên tí là được. chẳng có việc gì làm rồi. Chúng ta đang ở 10 phút rồi anh em ạ. 10 phút cái này không có tăng tốc độ được nhé. Cái pit này ngon phết. Mình thấy nó đẹp. Nó khỏe. Nó khỏe đấy chứ anh em. Rất truy vào này nọ luôn nhờ. Không hề gọi là yếu một chút nào. Phải nói không hề yếu một chút nào luôn. Giant Berlin. Làm gì đấy bạn? Làm gì đấy bạn? Bắn anh nát người luôn. Không có đủ tuổi để có thể vào được đây. Tiếp tục ở wave 35. Giant Dual Blast Boss Thailand 3.0. Khỏe cũng không thể nào mà gọi là. Còn Security War Toilet này khá là trâu đấy anh em. Phải tăng cơ nhưng mà vấn đề là quá nhiều mũi tên bắn. Đến con tận cuối cùng này nó có thể bắn được đến tận vị trí này anh em ạ. Con cuối cùng này thì nó bắn hơi xa một tí. Con này nó chỉ bắn được đến chỗ hàng này. Chỗ này không bắn được là chỗ này này. Nhưng mà ngược lại thì nó ở phía dưới này lại bắn được. Đây cái hàng dưới cùng nó lại bắn được anh em. Chỗ này là ổn. Mình nghĩ thêm một con búp tầm xa nữa thì có khi lại hay hơn nữa nhờ. Con này thì nếu mà so sánh với cái con Libriton thì nó sẽ yếu hơn hẳn. Nhưng mà giá nó rẻ. Đội hình này cũng đủ vượt sức và vượt qua rồi. Không cần đến đội hình Libriton nó quá mạnh anh em ạ. Đi cái Nightmare này thì chỉ cần thế này thôi. Trước mình không biết chơi mà. Đúng là gọi là mệt. Vất vả lắm không qua được con này các anh em ạ. Dùng những con rất là mạnh nhưng vẫn đều không qua được. Nhưng bây giờ thì nó là chuyện rất là bình thường. Khi chúng ta có cái Santa TV Man là cái farm tiền rất là nhanh anh em ơi. Giờ thì khi tất cả 15 con mắc cấp thì ai đỡ được đây. Đâu cần phải sử dụng những Titan khổng lồ đâu anh em. Chúng ta chỉ sử dụng những con bé bé. Cupid Cameraman Woman. Con này chắc từ ngày 14 tháng 2 ha. Lúc ấy mình còn chưa chơi game này. Laser Scientist Toilet. Em đã đi về vườn. UFO Toilet. Wave 39 rồi. Wave 39 rồi anh em. Con này không ăn thua. Bắn nhau với mình thì không ăn thua. Không có cái cơ hội, không có cái tuổi gì mà có thể là đỡ được cái này luôn. Xin tuổi. Ok. Rồi bắn như thế này. Boss Toilet 4.0. 1.370.000 máu à. Trâu nhỏ. Trâu đấy. Mà em làm gì? Mà con này còn không kìm như thế mà trời à. Vừa đến cái vạch này cái là bị nó bắn à. Bắn cho là hạ gục được ngay. Bây giờ mình quá nhiều tiền rồi. 38.000 không biết để làm gì luôn. Wave 41 anh em. Có gì khỏe ở đây không? Toilet 2.0 thì không ăn thua. 4.0 thì còn chẳng xoắn là nhìn này.
máu nó tụt như tụt quần ấy. Mutant Assassin. Ok. Sát nhân à? Sát thủ, sát nhân các kiểu có đại điều à? Laser Sentit, ông con này trâu phết nhờ. Trâu này. Chắc là đến con boss cuối thì chúng ta mới hơi đáng ngại thôi, hơi lo ngại thôi. Nào. Đội cung thủ của chúng ta trông khá là chất. Quá là rẻ anh em ạ, 90 gem, 80 gem. Rẻ hơn rất là nhiều. Anh em chưa có thì vào ngay marketplace mua ngay một con, sống ngay một con để đi những cái ải này thật là nhanh nhá. Mình mất khoảng 13 rồi, chắc mình nghĩ tầm khoảng 15 đến 16 phút gì đấy là mình sẽ qua được cái nightmare này à. Tốc độ thật ra cũng không phải là quá nhanh, nhưng mà với một cái đội hình giá gọi là siêu rẻ, tính ra là con này là 90 đi, con này là 40, tổng cộng 130 gem thôi, là anh em có một đội hình ngon bổ rẻ để có thể là vượt qua được cái này, không cần đến Leprechaun à. Nói thật với anh em nhá, ví dụ con này con Sata TV Man mà kết hợp với con Leprechaun ấy mà không có con laser ấy thì lúc đầu nó rất là đắt. Anh em phải xây cái Santa TV Man này trước thì mới có thể đủ 700 thì mới có thể xây được cái con Leprechaun à. Thì lúc đấy nó sẽ bị mất mấy way rồi, nó không hoàn hảo như cái này. Mình vẫn đánh giá con này đi cái Nightmare này là hoàn hảo hơn, giá nó rẻ, giá 100. Giá 100 thì nó quá rẻ cho một cuộc tình đúng không? Còn gì rẻ hơn cái này nữa đúng không anh em? Đó, bán đi. Let's go. Xong cái này là anh em sẽ có 600 vàng, 10 cái lá. 10 cái cỏ 4 lá. Uầy, Toxic Mutant nó vào nó chém cái con Cupid anh em ạ. À. Em làm gì? Uầy, bắn tia laser luôn. Uầy, boss Toilet 2.0 vẫn là mệt nhờ. Mấy con này không ăn thua. Toilet 4.0 khỏe thật. Công nhận là rất là trâu bò. Cloud Toilet thì mình không phải xoắn lắm. Liệu rằng chúng ta sẽ kết thúc vào 15 giây không? 15 giây thì đúng là một cái speed run khá là nhanh. Shodia Rocket Toilet. Jetpack Mutant Toilet. Ultra Laser. Ultra Laser bắn kinh ghê nhỉ? Uầy, Toxic Mutant. Ui, bọn nó bắt đầu đông hơn anh em ạ. Liệu chúng ta có bị lọt đi không? Còn lâu mới lọt anh em ạ. Tại vì nó còn phải đi qua đây. Qua đây nữa. Không có cái cửa gì để có thể được. Scientist Toilet đấy cho anh em. Đến đây đã gọi là sắc cái nhà mà định rồi anh em. Tuổi gì? Còn là gây ngủ anh em ạ. Con kia bắn gây ngủ mình anh em ạ. Gây ngủ được mấy con. Đông nhờ. Đội quân đông nhờ. Rất là đông gì vào này nọ luôn. Đấy, ra cả boss luôn anh em ạ. Giant Smooth Toilet với 2.505.000 máu. Ok, nó gây ngủ anh em ạ. Còn Octo. Con này gây ngủ nè. Các em đến được đâu? Các em đến được đây là các em oảng thôi. Con này trâu hơn. Xem con nào đi xa nhất nha anh em. Flying Quas Buzras. Con này khá xa. Kỷ lục của bọn này đến được đây. Tiếp tục là Macy's Bujas Oven. Tôi đã hết khoảng 16 phút rồi. Tôi nghĩ tầm khoảng 17 phút anh em ạ. Nó chỉ bị kẹp vào tôi. Trời, đến được đây luôn. Con này khá là trâu. Kinh đấy bạn. Nó là 1.837.000 anh em ạ. Nhưng mà các bé còn phải đến tận đây nữa cơ nhé. Không thể thoát được anh em ạ. Không có cái cửa gì mà thoát. Chắc rơi vào tầm 17 phút anh em ạ. Đến Octo Rocket Shoulder. Ok, một bé. Thế tiếp tục là Giant Smooth Toilet. Trời ơi, nhìn máu kìa. Bắn như tụt quần luôn, sợ thật. Chắc nó đến được đây ha. Mình nghĩ đoán đến được đây là nó sẽ hoảng thôi. Cho hết tầm khoảng 17 phút để có thể kết thúc cái này. Giant xong. Còn hai con nữa cơ à? Còn Quark Rocket Mutant nữa cơ à? Đủ. Đù 15 rồi anh em. Hơi trâu mà. Bạn trâu thế nhở. Quad Rocket. Và sau phim chúng ta được 600 như là 10 cái cỏ 4 lá nhá. Ok, mình thấy ra con này rất là ngon. Và xin chào anh em. Hẹn gặp lại anh em tập kế tiếp nhá. Anh em hãy like cho mình để mình có thể lên được xu hướng. Ok, let's go.